nữ hoàng nội y Ngọc Trinh bị bắt tạm giam bao lâu? Nữ hoàng nội y Ngọc Trinh đã bị khởi tố, bắt tạm giam về tội gây dối trật tự công cộng quy định tại Điều 318 Bộ Luật Hình Sự sau khi thả hai tay lái mô tô, quay clip tung lên mạng xã hội. Liên quan vụ công an thành phố Hồ Chí Minh đã khởi tố, bắt tạm giam Trần Thị Ngọc Trinh, nữ hoàng nội y Ngọc Trinh, 34 tuổi, quê ở Trà Vinh về tội gây dối trật tự công cộng quy định tại Điều 318 Bộ Luật Hình Sự. Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết thêm lệnh bắt tạm giam Ngọc Trinh trong thời hạn 3 tháng kể từ ngày 19 tháng 10. Công an thành phố Hồ Chí Minh cũng ra quyết định khởi tố bị can, lệnh khám xét chỗ ở, bắt tạm giam Trần Xuân Đông, người dạy nữ Hoàng Nội Y Ngọc Trinh lái mô tô về tội sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức và gây rối trật tự công cộng. Theo cơ quan công an, mặc dù nữ Hoàng Nội Y Ngọc Trinh không có giấy phép lái xe mô tô hạng A2, nhưng vào ngày mùng 6 tháng 10, Ngọc Trinh đã cùng với Trần Xuân Đông, 36 tuổi, tổ chức thực hiện hành vi điều khiển xe mô tô biển kiểm soát 59A 11588, nhãn hiệu BMW, dung tích xi lanh 999 CM3 lưu thông, biểu diễn trên đoạn đường D15 khu công nghệ cao thành phố Hồ Chí Minh, phường Tăng Nhân Phú Bi, thành phố Thủ Đức với các động tác lái xe nguy hiểm, tư thế phản cảm, không mặc đồ bảo hộ, nằm quỳ gối trên yên xe, cho quay video, các video này sau đó biên tập lại rồi đăng tải lên mạng xã hội gây bất bình dư luận. Ngọc Trinh bị khởi tố, bắt tạm giam 3 tháng sau khi thả hai tay lái mô tô ở thành phố Hồ Chí Minh, quay clip tung lên mạng xã hội. Hành vi của nữ hoàng nội y Ngọc Trinh gây tác động tiêu cực, công an xác định Ngọc Trinh đăng tải 5 video có nội dung liên quan đến hành vi điều khiển xe mô tô phân khối lớn với các động tác lái xe phản cảm, nguy hiểm vào nhiều ngày của tháng 9 và tháng 10 năm 2023. Tính đến 10 giờ ngày 12 tháng 10, các video này đã nhận được 478.000 lượt thích. 4.881 lượt bình luận, 9,848 lượt lưu video, 5,787 lượt chia sẻ. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh xác định, Trần Thị Ngọc Trinh chưa có bằng lái xe A2 nhưng vẫn cùng với Trần Xuân Đông tổ chức, thực hiện hành vi điều khiển xe mô tô phân khối lớn với các động tác lái xe nguy hiểm, phản cảm như nằm, quỳ gối trên yên xe, thả hai tay để xe tự chạy, lưu thông biểu diễn trên tuyến đường đã được sử dụng công cộng gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương. Đồng thời cho tổ chức quay phim, biên tập lại rồi đăng các clip này lên các tài khoản mạng xã hội có số lượng người theo dõi lớn, gây tác động tiêu cực, ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự trên không gian mạng. Ngoài ra, Trần Xuân Đông còn có hành vi mua xe mô tô phân khối lớn có giấy tờ giả để sử dụng. Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết, trong thời gian tới, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục tiến hành các biện pháp điều tra, xác minh theo quy định để khẩn trương làm rõ toàn bộ nội dung vụ án, hành vi phạm tội của Ngọc Trinh, Trần Xuân Đông và các đối tượng còn lại có liên quan để xử lý triệt đề, nghiêm minh trước pháp luật. Ngọc Trinh gây nhức nhối với lời khai trước cơ quan chức năng khi bị bắt khẩn cấp về tội gây rối. Người mẫu Ngọc Trinh vừa bị cơ quan chức năng được lệnh bắt khẩn cấp khi thả lỏng hai tay trong lúc điều khiển xe phân khối lớn. Theo đó, lời khai của nữ hoàng nội y về vi phạm của mình gây nhức nhối cộng đồng mạng. Chiều ngày 19 tháng 10, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh khám xét chỗ ở và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Thị Ngọc Trinh về tội gây rối trật tự công cộng quy định tại điều 318 bộ luật hình sự, ra quyết định khởi tố bị can Lệnh khám xét chỗ ở và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Trần Xuân Đông về tội sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức và gây dối chất tự công cộng. Vụ việc người mẫu Ngọc Trinh với những clip lái mô tô tạo dáng nguy hiểm và thả hai tay được chia sẻ rộng khắp trong những ngày qua, gây bức xúc dư luận. Khi bị điều tra, làm việc với các tổ công tác của Công an thành phố Thủ Đức, Phòng Cảnh sát Giao thông Đường bộ, Đường sát và Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Công an thành phố Hồ Chí Minh, Ngọc Trinh đã thừa nhận tất cả những hành vi vi phạm đúng như các clip trên mạng xã hội phản ánh. Ngọc Trinh khai báo, có niềm đam mê với xe phân khối lớn, sau đó đã thuê người hướng dẫn lái là Trần Xuân Đông, nhằm thời gian tới thi bằng lái xe A2, cả hai chọn những cung đường vắng vẻ để tập luyện. Lúc cao hứng thì Ngọc Trinh chạy xe một mình hoặc cùng Đông điều khiển xe mô tô lưu thông vào những tuyến đường đông đúc. Đối diện với cơ quan chức năng, Ngọc Trinh cho biết không hình dung là mình vi phạm pháp luật nghiêm trọng như thế. Sau đó, ekip của Ngọc Trinh biên tập lại các đoạn quay, Ngọc Trinh tự đăng tải các clip lên các tài khoản mạng cá nhân như TikTok Ngọc Trinh có 6,8 triệu người theo dõi đã đăng tải 5 video có nội dung liên quan đến hành vi điều khiển xe mô tô phân khối lớn với các động tác lái xe phản cảm, nguy hiểm vào các ngày 24 đến ngày 28 tháng 9, 26810. Facebook Trần Thị Ngọc Trinh, cô bé ăn hàng, với hơn 3,1 triệu người theo dõi hay trang fan page Ngọc Trinh, hiện có 2,7 triệu lượt thích. 5,9 triệu người theo dõi đăng tải một video thể hiện Ngọc Trinh lái xe mô tô phân khối lớn và bị tai nạn dẫn đến chấn thương ở chân. Ngọc Trinh và Đông Khai, các clip trên mạng xã hội như nói trên không phục vụ cho hoạt động quảng cáo cho các hãng xe mô tô phân khối lớn, chủ đích của Ngọc Trinh, vốn là người nổi tiếng nên muốn tạo ra hình ảnh, đẩy mạnh cá nhân trên mạng xã hội. Cơ quan điều tra nhận định, Ngọc Trinh là người có ảnh hưởng xã hội, các tài khoản mạng xã hội cá nhân có hàng triệu người theo dõi, nên việc đăng tải, phát tán các video clip như đề cập nói trên ảnh hưởng xấu đến vấn đề an ninh trật tự và an toàn xã hội, ảnh hưởng tiêu cực đến nhận thức lối sống và văn hóa ứng xử của giới trẻ. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục tiến hành các biện pháp điều tra, xác minh theo quy định để khẩn trương làm rõ toàn bộ nội dung vụ án, hành vi phạm tội của Trần Thị Ngọc Trinh, Trần Xuân Đông và các đối tượng còn lại có liên quan để xử lý triệt đề, nghiêm minh trước pháp luật. Theo đó, cơ quan chức năng đã đưa ra mức phạt 17 triệu 250 000 đồng với lỗi không có bằng lái mô tô hai bánh có dung tích xi lanh từ 175 cm3 trở lên. Ngọc Trinh vi phạm hai lần, bị phạt 9 triệu đồng. Nằm trên yên xe điều khiển xe bị xử phạt 7 triệu đồng. Điều khiển phương tiện trái lấp biển số bị xử phạt 350.000 đồng. Không có giấy đăng ký xe bị xử phạt 900.000 đồng. Đồng thời, ra quyết định khởi tố bị can, lệnh khám xét chỗ ở và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Trần Xuân Đông về tội sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức và gây dối chất tự công cộng quy định tại Điều 314, 318 Bộ Luật Hình Sự. Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã phê chuẩn các quyết định này. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố còn làm rõ nguồn gốc xe mô tô mang biển kiểm soát 59A 11588. Trần Xuân Đông đã xuất trình giấy chứng nhận đăng ký xe mô tô giả. Trần Xuân Đông thừa nhận mặc dù biết giấy chứng nhận đăng ký xe mô tô là giả nhưng vì thấy xe mô tô mang biển kiểm soát số 59A 11588, nhãn hiệu BMW có giá rẻ nên vẫn cố ý mua về sử dụng.